Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tặng giấy khen cho phòng 1 và cá nhân đồng chí Ngô Thị Bích Phượng, Phó trưởng phòng 1, vì có thành tích xuất sắc trong việc giải quyết các vụ án sơ thẩm hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ trong 9 tháng đầu năm 2022. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố tăng so với cùng kỳ năm 2021. Các phòng ban chuyên môn của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thành phố đã làm tốt công tác thực hành quyền công tố, thụ lý 1.161 tin báo, 768 vụ với 1.343 bị can và truy tố 396 vụ với 778 bị can. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 40 vụ án trọng điểm, 2 vụ án theo thủ tục rút gọn, tổ chức 31 phiên tòa rút kinh nghiệm, đưa ra xét xử 12 vụ án trọng điểm và 4 phiên tòa trình chiếu tài liệu, chứng cứ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong những tháng cuối năm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chương trình kế hoạch năm 2022, tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc do Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo, tiếp tục thực hiện hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Các đơn vị tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, thực hiện số hóa hồ sơ, chữ ký điện tử theo đúng kế hoạch, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin với công tác thi đua khen thưởng.